Ngày 7 tháng 1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang tổ chức khai mạc cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học phổ thông năm học 2019-2020. Tham dự cuộc thi năm nay có 127 sản phẩm dự án của 178 tác giả thuộc 28 trường trung học phổ thông và 10 phòng giáo dục và đào tạo. Năm nay là năm thứ 7 ngành giáo dục đào tạo tỉnh tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học. Cuộc thi là sân chơi bổ ích, lý thú, tạo điều kiện khuyến khích học sinh trung học vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề thực tiễn, từ đó phát triển năng lực của học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học.